Em hôm mai nữa là thành tròn 11 tháng rồi đấy. Bánh mì dính khắp người kìa. Còn nguội. Vô về. Ngấy quá. Ăn được không? Em ăn được không? À, con ạ. Con mẹ xin. Con muội đốt em. Em hưng ấy. Em xoay xoay nhá, em xoay xoay nhá. Xoay tròn đi. Cho tròn lên một đôi như thế. Nhá kinh nhá. Tôi trong mồm à. Sao em trong mồm ác lắm à. Ác phì. Trong mồm nó ác lắm. Bánh mì dính hết đi.